chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng húc đầu vào lò vôi. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng đang bị tạm giam tại công an thành phố Hồ Chí Minh, thì ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi, lại yêu cầu cơ quan điều tra cho giám định tâm thần với vợ của mình. Ngay sau đó là phản ứng dữ dội của ông Nguyễn Quang Tuấn, con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng. Vào ngày 21 tháng 2, ông Tuấn nộp đơn xin cứu xét lên cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh để phản đối việc ông Huỳnh Uy Dũng yêu cầu cơ quan chức năng giám định tâm thần cho bà Hằng. Ông Tuấn nói rằng, tôi không đồng ý yêu cầu của ông Huỳnh Uy Dũng hay của luật sư danh tính về trưng cầu giám định tâm thần đối với mẹ tôi. Mâu thuẫn giữa ông Huỳnh Uy Dũng và con trai bà Nguyễn Phương Hằng đã dâng lên đỉnh điểm. Ông Huỳnh Uy Dũng đưa ra yêu cầu và luật sư danh tín nhiều lần đã gửi đơn yêu cầu cơ quan điều tra, viện kiểm sát trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng với lý do đây là tình tiết để được bảo lãnh giảm nhẹ tội cho bà. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là lý do vỏ bọc bên ngoài, ẩn đằng sau nó có thể là một ý đồ khác, là vấn đề liên quan đến sở hữu tài sản chung. Bởi vì người bị bệnh tâm thần bị hạn chế về quyền thực hiện các giao dịch dân sự, cũng như các quyết định liên quan đến tài sản của mình. Từ đây, cuộc chiến giữa con trai riêng của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Có vẻ như đơn của Nguyễn Quang Tuấn gửi lên công an thành phố Hồ Chí Minh không đủ mạnh, nên ông Nguyễn Quang Tuấn lại đâm đơn kiện ông Huỳnh Uy Dũng lên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, tố giác ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng lò vôi, có hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Tuy nhiên, sau đó cơ quan này đã gửi đơn của ông Tuấn trả về công an thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện điều tra. Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiện vượt cấp nhưng đã bất thành. Việc ông Nguyễn Quang Tuấn đâm đơn lên Bộ Công an cho thấy công an thành phố Hồ Chí Minh đã phớt lờ những lá đơn này của ông, nên ông mới kiện vượt cấp lên trên. Tuy vậy, Bộ Công an và công an thành phố Hồ Chí Minh vốn là thầy và trò. Thiếu tướng Lê Hồng Nam, giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, là người được Tô Lâm ưu ái giao cho chức vụ béo bở bậc nhất của Việt Nam. Không chịu đầu hàng, ông Tuấn lại tiếp tục đâm đơn để kiện ông Huỳnh Uy Dũng lên tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để hy vọng được cứu xét. Nhưng ngày 18 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã chuyển đơn của ông Nguyễn Quang Tuấn đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là cả hai đơn kiện vượt cấp đối với ông Huỳnh Uy Dũng của con trai bà Hằng đều bị trả về công an thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 26 tháng 7, công an thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận chưa có dấu hiệu xác định ông Dũng vi phạm hình sự. Vậy là xem như mọi nỗ lực của con trai riêng của bà Phương Hằng nhắm vào ông Dũng lò vôi đều bị vô hiệu hóa. Câu chuyện về việc bắt giam bà Nguyễn Phương Hằng không hẳn chỉ là câu chuyện livestream cãi vã nhau trên mạng xã hội, mà có thể ẩn đằng sau đó là câu chuyện gia đình của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Qua những gì các cơ quan chức năng thực thi pháp luật đối xử với những lá đơn kiện của con trai bà Nguyễn Phương Hằng thì cho thấy thế lực của ông Huỳnh Uy Dũng còn mạnh lắm. Có vẻ như con trai bà Nguyễn Phương Hằng không phải là đối thủ của ông Dũng lò vôi. Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận ông Huỳnh Uy Dũng không có tội. Điều luật 331 là một điều luật mơ hồ. Chính quyền của Đảng Cộng sản có thể dùng nó để áp tội cho bất kỳ ai mà họ muốn bắt. Đó là công cụ của chế độ để hợp pháp hóa hành vi bắt người bừa bãi. Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, hầu hết những người bị bắt đều dính tới điều luật này. Điều này cho thấy chính quyền đang muốn dọn dẹp những người tham gia cuộc ẩu đả này, đặc biệt là bà Nguyễn Phương Hằng, người dám nói, dám làm và không biết sợ ai. Có người nói rằng điều 331 cùng với vụ án Nguyễn Phương Hằng là cách mà chế độ này sử dụng để tạo ra tiền lệ, để luật hóa ý chí của nhà cầm quyền. Từ nay về sau, nhà cầm quyền có thể bắt người bừa bãi, nhưng lại dưới danh nghĩa là dựa vào pháp luật. Nó là loại công cụ vạn năng của chính quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin lý do con trai bà Nguyễn Phương Hằng húc đầu vào lò vôi.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin chuyến bay giải cứu khắc phục hậu quả 164 tỷ, còn lại 3.800 tỷ nằm túi ai, tiền dân đâu nữa. Hồi đầu tháng 6 năm ngoái, trong lần họp báo thường kỳ chính phủ, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam cho biết có gần 2.000 chuyến bay giải cứu, mỗi chuyến thu lợi đến vài tỷ đồng, ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng đã bị các nhóm thực hiện chuyến bay giải cứu trục lợi. Đấy là con số rất lớn và là tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân bị nhóm này chiếm đoạt. Lẽ ra khi bị truy tố cả nhóm thì số tiền bị chiếm đoạt phải được xác định tương đương với con số mà ông Tô Ân Sô đã công bố. Nếu thấp hơn thì vẫn phải chiếm một tỷ lệ cao. Tuy nhiên thực tế khi phiên xử diễn ra thì số tiền được thu hồi để khắc phục hậu quả chỉ là 120 tỷ đồng và 1,8 triệu đô la Mỹ. Tích góp lại là khoảng 164 tỷ đồng được thu hồi, chỉ chiếm có 4% so với 4.000 tỷ đồng mà ông Tô Ân Sô đã công bố. Ước tính số mà nhóm chuyến bay giải cứu hút của người dân là khoảng 4.000 tỷ đồng. Nhóm chuyến bay giải cứu hút máu của dân đến 4.000 tỷ đồng mà chỉ nhà ra có 164 tỷ đồng. Vậy còn khoảng 3.836 tỷ đồng đang nằm trong túi của ai đây? Vụ án này đã được đem ra xét xử thì có thể sẽ không còn truy tố thêm ai nữa. Nếu có thì cũng chỉ là con số rất nhỏ so với 54 bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa mấy ngày qua. Từ con số thu hồi tiền cướp của dân khoảng 4% thì xem như số tiền mà nhóm này cướp đoạt vẫn còn nằm trong túi của bọn hút máu dân. Những người này còn rất nhiều tiền để chi cho đường dây chạy án và để tiếp tục xin giảm án. Đó là những gì đang diễn ra ở vụ án này. Thực tế là nếu truy hết số tiền mà tập đoàn hút máu này đã hút của dân đem trả lại thì bộ máy hạnh tòa án còn tiền đâu mà ăn đi nữa. Những người đang bung tiền để chạy án thì điên đấy cũng lấy từ nguồn tiền mà họ hút máu của nạn nhân mà ra. Ăn của dân 100 đồng nhưng nộp tiền khắc phục hậu quả chỉ có 4 đồng, còn lại đến 96 đồng. Như vậy, bọn hút máu kia vẫn rất giàu. Giả sử bọn hút máu chi chạy án hết 26 đồng, gấp 6,5 lần số tiền chi cho tòa để khắc phục hậu quả, thì nhóm hút máu này vẫn còn 70 đồng để mà làm giàu. Được biết, 70% của 4.000 tỷ đồng là 2.800 tỷ đồng vẫn là một con số rất khủng. Tiền khắc phục hậu quả chỉ có 120 tỷ và 1,8 triệu đô la tương đương với 164 tỷ đồng. Có thể tiền chạy án cao hơn hoặc cũng có thể ít hơn 26%, không ai biết được con số chính xác. Đây chỉ là giả định để thấy rằng sau khi tập đoàn hút máu này bị bắt và bị khui ra, dù đã xuất tiền túi ra để đền bù thiệt hại và xuất tiền núi ra để chạy án, để được giảm án thì số tiền còn lại nằm trong túi họ cũng là rất lớn. Cho đến nay đã có 17 án bị truy tố ở khung hình tử hình, được giảm xuống những mức án rất thấp. Điều đó chứng tỏ bộ máy tố tụng đã được bơm tiền chạy án. Người từ bên trong đã sớm cho Thời báo.de biết rằng sẽ có những cũ ngã giá đằng sau cánh gà của phiên tòa, và chính người này đã khẳng định với Thời báo.de là sẽ chẳng có án tử hình nào cả. Cho tới giờ phút này, những gì đã diễn ra ngày càng cho thấy lời khẳng định của thông tin từ bên trong chế độ đưa ra là hoàn toàn đúng. Thực ra trong vụ chuyến bay giải cứu còn có những con cá gộc được bảo vệ. Trường hợp của ông Đỗ Xuân Tuyên chỉ là trường hợp quá lộ liễu mà thôi. Vụ chuyến bay giải cứu này đã làm ngã ngựa ông Phó Thủ tướng Thường trực và các ông Chủ tịch nước, nhưng những người tầm đó chỉ ngã giá để rời ghế sẽ không có chuyện bị truy tố. Vụ chuyến bay giải cứu bắt tép diêu thả cá gộc. Vụ xét xử chuyến bay giải cứu này chưa đưa được chùm cuối ra khỏi vành móng ngựa, và có lẽ không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam dám thực hiện điều đó. Bởi một khi ông Trọng nói chống tham nhũng không có vùng cấm thì phải hiểu ngược lại. Cộng sản luôn nói một đường là một đèo, hoặc tinh vi hơn, họ dùng lời nói và hành động một phần để tạo lòng tin cho người dân. Chống tham nhũng là chuyện ông Trọng làm thật, tuy nhiên câu nói không có vùng cấm thì lại là giả. Ai cả tin thấy ông Trọng chống tham nhũng thật thì cũng tin ông chống tham nhũng không có vùng cấm luôn. Đó là cái tinh quái của ông Trọng.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để được cập nhật những bản tin mới nhất. Quý vị và các bạn vừa xem bản tin chuyến bay giải cứu, khắc phục hậu quả 164 tỷ, còn lại 3.800 tỷ nằm trong túi ai. Tiền dân đâu nữa? Quý vị và các bạn gặp lại Thời báo.de vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Trung Khoa, Thời báo.de.